Mến chào các bạn đã quay lại kênh hướng dẫn viết chữ nho trong Đông y. Hôm nay mình tiếp tục làm phần thần nông bản thảo với vị thuốc Quỳnh Kỳ. Mình bắt đầu viết. Quỳnh Kỳ cam ôn. Bảy sang ung thư ký bài nung nhi chỉ thấm tận ngủ thử
Nhi. Năng. Y. Chủ. Đại. Phần. Giữ. Lại. Tiểu. Nhi. Bá. Bạn. Kim. Bổ. Hư. Tao này bài hết rồi, mình xin đọc lại một lần. Quỳnh, kỳ, cam, ôn, bại, sang, ung, khư, ký, khả, bài, nung, nhi, chỉ thống, tịnh, ngủ, trĩ, thử lậu, nhi, năng y, hữu chủ, đại phong, dữ, lại tập, tiểu nhi, bách bệnh, kim, bổ hư. Chào tạm biệt các bạn.